Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác quay lại kênh của em. Hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 rồi các bác. Cũng qua năm mới được mấy hôm rồi. Công việc bận quá thế nên là em chưa quay clip lên được. Đến hôm nay em mới gọi là khai xuân quay clip vào năm dương lịch đây các bác. Chúc các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe nhé. Trong video clip ngày hôm nay, video clip khai xuân này, em giới thiệu đến cho các bác một mẫu máy giặt gọi là tiêu chuẩn nhé các bác, tức là tất cả các khách hàng khi mà đã dùng cửa trên rồi thì sẽ lựa chọn một trong hai mẫu là Panasonic như trong clip này và Toshiba. Ngoài ra cũng rất nhiều các mẫu máy giặt rất là tốt, nhưng mà gọi là đi sâu vào tiềm thức rồi ấy, thì lùng đứng là Panasonic. Cũng như bây giờ trong thị phần lồng ngang thì Toshiba rất là tốt các bác. Đấy, nó cũng kiểu dạng như vậy nhé các bác. Một trong những tượng đài trong phân khúc máy giặt nhé các bác. Và cụ thể đây là máy giặt lồng đứng. Máy giặt lồng đứng của Panasonic sẽ có các mã 8 cân, 2, 9 cân, 10 cân lồng đứng nhé các bác. Trong video clip này em sẽ giới thiệu là mẫu 9 cân, vì lúc nãy em đã mở xong mẫu 10 cân rồi, xong em mới nhớ ra là em chưa kịp quay. Thế nên là hiện tại là sẽ quay giới thiệu trước mẫu 9 cân, sau đó sẽ là clip sau sẽ là mẫu 10 cân, và dần dần sẽ là hướng dẫn sử dụng và các chế độ cụ thể của các mẫu máy giặt. Em có hứa hẹn là làm rồi nhưng bận quá, thế nên là cái công tác làm và căn chỉnh làm sao để lời thoại cũng như là chi tiết nhất đến các bác nó hơi chậm một chút. Mẫu này là mẫu Panasonic F90S10 nhé các bác nhé. Rất nhiều khách đến nhà em hỏi hàng thì Panasonic thì đương nhiên lồng đứng, nhưng nó sẽ cao hơn một chút so với mặt bằng giá chung của máy giặt lồng đứng nhé. Nhưng mà cũng rất nhiều khách hỏi, tiện thể đây em cũng làm một video clip về mẫu máy giặt này luôn, cụ thể là khui thùng và giới thiệu sơ qua về các tính năng của máy này nhé các bác nhé. Với máy lồng đứng thì thiết kế chiều cao sẽ thiên về chiều cao hơn các bác, vì lồng của máy giặt sẽ được thiết kế là để thẳng đứng hoặc để hơi nghiêng một góc khoảng 5 đến 10 độ. Thế nên là với Panasonic thì sẽ là lồng đứng hoàn toàn cửa trên, và thiết kế các bác có thể nhìn thấy khá là cao. Ví dụ như em đây thì cái máy này được 1m3 rồi các bác. Đây, em mời các bác cùng em xem cái phần này, mặt ngoài ngoại thất nhá. Đây. Đây. Đây là về phần ngoại thất của mẫu này. Các bác thấy chưa? Đây là về phần ngoại thất. Máy được thiết kế màu ghi đen, nhìn rất là sang trọng các bác, cực kỳ sang trọng, rất là đẹp nhé. Bây giờ em mời các bác cùng em đi vào gần hơn một chút. Về thiết kế về phần ngoại thất các bác thấy thế rồi. Máy được thiết kế về phần màu là màu ghi đen nhé các bác. Màu ghi đen nhìn rất là sạch. Tích hợp trên đấy là có một cái tờ, cái này gọi là catalog của hãng nhé các bác. Về có hai cái mã QR này. Cái mã đầu tiên sẽ là QR code về thông tin sản phẩm. Mã thứ hai là QR code về chăm sóc khách hàng nhé các bác nhé. Với mâm này, nhà sản xuất họ công bố là có ion bạc các bác, để giúp kháng khuẩn tốt hơn. Ion bạc nhé các bác. Giặt đây, đấy, siêu sập, tiết kiệm chuẩn 5 sao nhé. Nắp kính chống sập. Nắp kính chống sập này nó sẽ là nắp kính thủy lực các bác, tức là kính thủy lực. Đây, bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết hơn về phần gần đây. Đây này,
Panasonic hiện tại với mẫu máy giặt lồng đứng này là sản xuất tại Việt Nam nhé, với mã model này các bác. Đây các bác có thể thấy cụ thể nhà sản xuất Panasonic xuất xứ tại Việt Nam. Mã sản phẩm NAF90S10, công suất danh định 490W, hiệu suất năng lượng 6,06W/kg nha các bác. Watt giờ trên kg. Tiêu chuẩn Việt Nam. Đấy, đây là nhãn hiệu nha các bác nhé. Tiếp theo là về phần lồng đứng thì chủ yếu là ngoại thất đều hao hao giống nhau như thế thôi, cái thiết kế màu thôi các bác. Quan trọng nhất là về phần bên trên cũng như lồng giặt nha các bác. Thứ nhất là máy được thiết kế với kính cửa kính thủy lực các bác, chứ là chống sập, gọi là kính thủy lực, cũng như cửa của nhà mình ấy, khi các bác thả ra, các bác có thể bỏ tay ra, kính sẽ hạ từ từ xuống nha các bác nhá, vì sẽ có hai cái ti thủy lực ở trong này để giúp cửa kính không bị sập, tránh trường hợp sập mạnh kẹp tay hoặc là gây đau hoặc là có thể gây hư hỏng. Với kính bây giờ là đã được thiết kế như vậy, nhưng mà các bác nhớ này, khi các bác vừa thả như thế này nha các bác nhé, vừa thả xuống đến các bác không thể nhấc lên thả tiếp được, vì như thế cái ti thủy lực chưa hồi đâu. Các bác khi vừa thả xuống như thế này, các bác nhấc lên, các bác phải thấy nặng tay thì mới phải là cửa nó đã hồi ti thủy lực. Còn nếu không, các bác thả nó sẽ kiểu bùm một cái, có thể gây hư hỏng hoặc là xây xước nhé các bác nhé, hoặc kẹp tay nhé. Kính trong, kính cường lực rồi các bác. Kèm theo máy sẽ có, đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đây là phiếu bảo hành các bác. Các bác có thể tự đăng ký hoặc là bên cửa hàng sẽ đăng ký cho luôn, đăng ký bảo hành điện tử nha các bác. Còn cái này là cái phần này là các bác điền thì điền thôi. Chứ quan trọng nhất là các bác đăng ký bảo hành điện tử, các bác lỡ phiếu này rơi đi đâu các bác không phải lo là phải đi tìm phiếu đâu. Với bảng điều khiển mẫu Panasonic F90S10 này có mặt bảng điều khiển được thiết kế mặt nhám nha các bác. Đây nhám, nhựa nhám nha các bác. Và các nút đều là nút cảm ứng hết rồi. Nút cảm ứng nhé. Nhắc lại với các bác nút cảm ứng này. Có cái này là tăng cường giật tẩy này bằng siêu bọt khí này. Máy này có thể chạy được ở phổ là áp lực nước thấp này, giải điện áp rộng này, tự được khởi động lại khi mất điện và có điện lại nha các bác. Với nhiều chức năng giặt, các bác có thể thấy là có 10 chế độ giặt khác nhau. Thực ra nút này nhá, khi các bác sờ, các bác cũng như em hơi nhầm đấy các bác. Sờ qua tưởng là nút này, nút cảm ứng, nhưng không phải cảm ứng đâu. Nút ấn cơ bên dưới nhá các bác. Nút ấn cơ ở bên dưới phủ ở bên trên là một cái lớp nhựa mềm để chống nước và chống ấy, nhưng mà là ấn đều là ấn cơ hết. 10 chế độ giặt các bác, có giặt thường, giặt nhẹ, đồ trẻ em, ngâm, giặt ngâm nước xả này, chăn màn. Giặt ngâm, giặt nhanh, tiết kiệm nước, sấy gió 90 phút, vệ sinh lồng giặt. Sấy gió 90 phút thì nhiều các bác rất là thích này. Rồi có cài đặt này. Tức là tùy chọn cái này thì sẽ lên ở một clip khác. Đây là về phần lồng. Với lồng 9 cân sẽ bé hơn lồng 10 cân nha các bác nhé. Lồng 10 cân sẽ to hơn. Với lồng 9 cân bây giờ các bác có thể nhìn thấy với đường kính các bác nhé, đường kính khoảng 45-46cm². Đường kính 45-46cm nhé. Mâm được nhà sản xuất công bố là mâm ion bạc này, tặng kèm theo một gói comfort, một gói Omo này, có dây cấp và dây thả xả nước này các bác. Đấy, tức là phụ kiện đi kèm chỉ là như vậy thôi. Với mẫu này các bác để ý đây, các bác để ý đây nhé, cái này là chất tẩy đi. Nhưng cái này không phải là chất tẩy dành cho máy giặt, dành cho quần áo. Cái chất tẩy khi các bác vệ sinh cái trong này này, khi các bác vệ sinh cái miếng này này, khi các bác vệ sinh cái miếng này này nhé các bác nhé, thì các bác hoặc vệ sinh lồng giặt các bác cho chất tẩy vào đây. Hoặc bình thường khi các bác giặt đồ, các bác đổ xà phòng, các bác đổ vào đây cũng được. Còn nếu như các bác muốn tốt hơn, các bác nên đổ vào đấy, vì nước nó sẽ hòa tan dần. Còn nếu không thì các bác sẽ phải đổ trực tiếp lên quần áo.
Nhưng với xà phòng giặt tẩy bây giờ khuyến cáo không nên đổ trực tiếp quần áo, vì có những quần áo dễ phai màu chẳng hạn. Đổ có thể bị phai màu luôn nhé các bác nhé. Nha các bác, nên đổ vào đây. Đấy. Đây, còn đây, đây cũng là một khay nước giặt này các bác này. Cái kia là chất tẩy nhé các bác, còn đây là mới là khay bột giặt nhé. Khay bột giặt và nước giặt các bác phải đổ vào đây. Còn cái này khay chất tẩy các bác. Các bác hiểu hai khái niệm khác nhau hoàn toàn nhé các bác. Lúc nãy em cũng hơi nhầm khái niệm đấy. À, đây là phần chất tẩy này. Cái này là khay bột giặt này. À, đây các bác thấy chưa? Cái này là quét mã này là đăng ký bảo hành điện tử nhé các bác. Nhưng thường thường thì khi các bác mua thì bên cửa hàng hoặc là bên bán hàng cho các bác sẽ kích hoạt bảo hành cho các bác, nhưng các bác cũng không cần phải làm. À, đây mâm này, lồng này có các lỗ nước để thoát nước các bác nhé, lỗ này để thoát nước khi vắt này. Đấy. Đấy là về phần lồng đứng. Lồng đứng thì tất cả các máy sẽ gần như là giống nhau 90%. Quan trọng nhất là công nghệ và tiết kiệm điện như thế nào thôi, chứ còn thiết kế giống nhau nhé các bác. Lồng đứng gần như giống nhau, lồng ngang thiết kế gần như giống nhau, nhưng mà công nghệ khác hoàn toàn. Lồng đứng nhé các bác nhé, khác nhau hoàn toàn. Em xin chào các bác nhé. Video clip này em chỉ giới thiệu nhanh như thế này thôi. Hẹn gặp các bác ở video clip tiếp theo về hướng dẫn sử dụng của mẫu máy giặt Panasonic này. Khi nào em làm được cái video clip hướng dẫn về các chế độ giặt cũng như là tính năng của máy này, em sẽ ghim vào trong video clip của ở phần bình luận của cái clip này nhé các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video clip này của em. Video clip này có vẻ là sau khá nhiều ngày em không đăng bài, cũng không quay, thành ra là câu văn, câu cú nói chuyện cũng như là cách lấy giọng, lấy hơi nói chuyện nó sẽ hơi kém hơn so với những video clip khác một chút. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video clip này. Mọi đóng góp về mọi ý kiến để giúp cho em hoàn thiện hơn, xin vui lòng comment hoặc liên hệ trực tiếp với em. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác nhé. Video clip này giọng của em nó sẽ hơi khác một chút do nói nhiều quá các bác. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip tiếp theo. Các bác chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh ủng hộ em các bác nhé. Còn nếu các bác đã đăng ký kênh rồi, các bác hãy ấn like giúp em để video clip của em sẽ được nhiều người biết đến hơn. Với mẫu này giá bán hơn 5 triệu nhé các bác nhé. 8 cân rưỡi, 8 cân 2, 9 cân và 10 cân giá bán khác nhau, nhưng mà giá bán sẽ dao động từ trên 5 triệu nhé các bác. Với mẫu máy giặt model này, giá bán thấp nhất là trên 5 triệu rồi. Còn giá chi tiết thì vui lòng các bác liên hệ giúp em. Hàng vừa lên em còn chưa kịp xem giá đâu, thế nên là các bác vui lòng liên hệ trực tiếp giúp em. Vừa xem lại giá nhé các bác nha. Với mẫu máy giặt 9 cân giá sẽ xấp xỉ vào 6 triệu các bác. Giá xấp xỉ vào 6 triệu nhé. Nhà em có giao hàng tại nhà, lắp đặt giao hàng tại nhà, bảo hành tại nhà. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc là số Zalo ở góc dưới màn hình để giúp em. Ở góc dưới này. Em xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Giá hiện tại là 5 triệu 990 nghìn.